Chàng nghệ sĩ dự ra mắt MV tiền tỷ của Mr. Dam, Lam Trường, Minh Tuyết và nhiều sao hồi ngộ trong buổi công bố sản phẩm Vợ Tương Lai của Đàm Vĩnh Hưng tối ngày 7 tháng 5. Mr. Dam mặc trang phục chú rể, ngồi xe hoa mười trần tới trung tâm thương mại lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Tống Anh là phụ công nam trong trang phục bánh bao. Hàng chục cô dâu đủ lứa tuổi vây lấy nam ca sĩ từ trung tâm thương mại và tận nơi họp báo. Lam Trường tới chúc mừng đàn anh. Anh hai cho rằng Mr. Dam đã muốn lấy vợ nên mới làm MV có tên Vợ Tương Lai. Minh Tuyết mặc sexy dự sự kiện tối ngày 7 tháng 5. Mr. Dam tình cảm hôn má, nghệ sĩ hài Lê Giang được cô yêu cầu. Vợ chồng ca sĩ Đồng Xanh xuất hiện bên bạn trai Tây. Vợ chồng Đăng Khôi, Thủy Anh tình tứ trên thảm đỏ. Ca sĩ Cẩm Vân mừng đàn em có sản phẩm mới. Diễn viên trẻ Bửu Khanh gây bất ngờ với ngoại hình rất giống ca sĩ Mỹ Tâm. Cô đóng vai trợ lý của Mr. Dam trong MV Vợ Tương Lai, sản phẩm kể về chàng trai đi Mỹ về Việt Nam để tìm ý trung nhân. Mr. Dam chi tiền tỷ thực hiện các cảnh quay ở nhiều tiểu bang của Mỹ và Việt Nam. Nếu từng chi gương mặt của Phạm Hương khác lạ đến mức không thể nhận ra, xem loạt ảnh này bạn sẽ phải nghĩ lại. Những hình ảnh trong hậu trường của Hoa hậu Phạm Hương nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trên fanpage đăng tải loạt ảnh hậu trường của Hoa hậu Phạm Hương, một buổi chụp hình kèm theo đó, trang này còn đánh giá Hương để mặc mộc thì Hương là một người khác, nhưng khi mi cúp lên thì Hương vẫn là Hương từ xưa đến nay nhé, gương mặt biến hóa thế thôi. Rất đông dân mạng đã đồng tình với đánh giá này của nữ hoàng. Chị vẫn chất như ngày nào. Dù chị vẫn yêu, một nữ hoàng thực sự tổng đẹp quá. Sau khi tô son trang điểm, Phạm Hương trông rất thần thái. Cô nàng vẫn xinh đẹp và quyến rũ như trước đây chứ không hề quá khác lạ so với một số đánh giá trước đó. Hiện tại Hoa hậu Phạm Hương vẫn đang ở Mỹ. Cô nhận lời làm người mẫu, chụp ảnh cho một số nhãn hàng ở xứ sở cờ hoa. Sau khoảng thời gian ở ẩn, Hoa hậu Phạm Hương đã trở lại với công việc làm mẫu ảnh. Trên trang cá nhân, nàng hậu thoải mái chia sẻ những hình ảnh để mặc mộc. Nhiều người đánh giá gương mặt người đẹp gốc Hải Phòng khác đến mức không thể nhận ra. Không những vậy, Phạm Hương cũng khiến fan lo lắng khi lộ rõ thân hình gầy gò hơn so với trước. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng Phạm Hương đang đi theo một hướng khác, thay vì vẻ đẹp đậm chất của nữ hoàng sắc đẹp như trước đây, Hoa hậu Hoàng Vũ 2015 dần thay đổi để phù hợp với công việc hiện tại.